Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga, Ukraine ngày 16 tháng 12. Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16 tháng 12 năm 2023. Và về Ukraine tấn công liên tiếp vào xe tăng Nga nhưng đều thất bại, chiếc T-80 BVM của quân đội Nga liên tiếp bị 6 UAV Ukraine mang theo đầy thuốc nổ tấn công. Tuy nhiên xe tăng này không hề hấn gì và tiếp tục tấn công đối phương. Đoạn video Durovly, chuyên gia quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế, EPRI, công bố cho thấy, xe tăng T-80 BVM của Nga đang lao nhanh trên chiến trường bất chấp việc nó bị ít nhất 6 UAV, góc nhìn thứ nhất, FPV, Ukraine tấn công gần như đồng thời. Trong số 6 UAV Ukraine tấn công xe tăng Nga, chỉ có một chiếc đánh trúng nhưng bị giáp lồng trên tháp pháo vô hiệu hóa. Số UAV còn lại nhiều khả năng bị hệ thống áp chế điện tử RAB Vonarek trên T-80 BVM gây nhiễu nên không thể tiếp cận mục tiêu và rơi tự do xung quanh xe tăng. Xuồng không người lái của Nga lần đầu được thử nghiệm ở Ukraine, xuồng không người lái đầu tiên của Nga đã được sản xuất và đưa vào thử nghiệm trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. CEO của công ty quân sự, công nghiệp KMZ nói với Sputnik, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều phương tiện không người lái khác nhau. Xuồng không người lái đầu tiên đã được phát triển vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga. Nó sẽ được đưa tới khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để thử nghiệm, ông Mikhail Danilenko cho hay. Chiếc xuồng đầu tiên này có tên là Oduvanchik. Ông Danilenko xác nhận, vào cuối năm nay, 10 phương tiện như vậy sẽ được sản xuất và thử nghiệm. Phần Lan và Mỹ sẽ ký thỏa thuận quốc phòng cho phép Mỹ sử dụng 15 khu quân sự. Chính phủ Phần Lan đã quyết định ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, DCA, với Mỹ, cho phép quân đội Mỹ sử dụng 15 khu quân sự ở nước này. Thông cáo báo chí được chính phủ Phần Lan đưa ra hôm qua, ngày 14 tháng 12, cho biết thỏa thuận hợp tác quốc phòng Phần Lan, Mỹ sẽ được ký kết tại Washington, Mỹ vào ngày 18 tháng 12. Theo nội dung thỏa thuận quốc phòng này, Phần Lan sẽ mở 15 khu quân sự, bao gồm các căn cứ không quân, hải quân, khu huấn luyện, khu chứa hàng cho Mỹ sử dụng. Đồng thời, Phần Lan cũng cho phép Mỹ bố trí sẵn các trang thiết bị phòng thủ cũng như đưa máy bay, tàu chiến và các phương tiện quân sự vào lãnh thổ nước này. Do thỏa thuận có kèm theo các điều khoản mang tính pháp lý nên sẽ phải được Quốc hội Phần Lan thông qua sau khi ký kết. EU bất ngờ đồng ý mở cơ chế đàm phán việc gia nhập cho Ukraine khoảng 18 giờ, 12 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 12. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã gây bất ngờ khi công bố quyết định của nhóm 27 về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, EU, với Ukraine. Đây là một quyết định quan trọng trong lịch sử của EU thời gian gần đây. Trên tài khoản X của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh điều này là một tín hiệu tích cực và là niềm hy vọng cho người dân Ukraine cũng như người dân châu Âu. Hungary chặn viện trợ 50 tỷ euro của EU cho Ukraine dù đã quyết định sẽ bắt đầu quá trình đàm phán với Ukraine về việc kết nạp nước này. Liên minh châu Âu, EU vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Kiev do sự phản đối của Hungary. Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu, EU đã không thể thông qua đề xuất viện trợ bổ sung cho Ukraine và đề xuất xem xét lại phân bổ ngân sách của khối này. Điều này khiến khoản viện trợ bổ sung trị giá 50 tỷ euro, 54 tỷ USD cho Ukraine vẫn chưa được chấp thuận. Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn mọi tổng thống đơn phương rút khỏi NATO. Quốc hội Mỹ ngày 14 tháng 12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trong đó bao gồm điều khoản ngăn cản mọi tổng thống đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của quốc hội hoặc một đạo luật quốc hội. Dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD đã được Quốc hội thông qua và được chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Người dân Ukraine không còn là ưu tiên trong vấn đề nhận tị nạn tại EU, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu, EU, bà Ylva Johansson hôm qua, ngày 14 tháng 12, cho biết các nước EU đã đồng ý tiếp nhận hơn 60.000 người tị nạn dễ bị tổn thương nhất trong 2 năm tới, nhưng không dành ưu ái riêng cho Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn Người tị nạn Toàn cầu diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Ủy viên Ylva Johansson cho biết EU đã chuẩn bị tiếp nhận nhân đạo và tái định cư cho khoảng 61.000 người. Tuy nhiên, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu Ylva Johansson bác bỏ cáo buộc EU chào đón người tị nạn Ukraine hơn so với người đến từ các quốc gia khác. Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm 2023, ngày hôm qua, 14 tháng 12, sự kiện được người dân Nga mong đợi nhất trong năm 2023 đã diễn ra tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow. Đó là Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm. Gần 2 triệu câu hỏi của người dân, Nga gửi đến Tổng thống Putin qua trang web mang tên Moscow Putin chỉ trong vòng 2 tuần trước khi diễn ra buổi đối thoại. Trong hơn 4 giờ, Tổng thống Putin đã trực tiếp trả lời câu hỏi của người dân và các nhà báo trong và ngoài nước về nhiều vấn đề. Với các trọng tâm như cuộc xung đột Nga, Ukraine, nền kinh tế Nga 2 năm qua, quan hệ Nga, Trung Quốc và các nước EU, cuộc chiến Israel, Hamas,